học điệu rock. Điệu rock thì cũng ít các bạn, tại vì các bạn thấy rock trên guitar hầu như là không có, nhưng do các fan hâm mộ thành ra các nhạc sĩ rock, đến ban cái ban nhạc rock thành ra chuyển qua một nhóm để đến guitar rock. Thì thật ra rock trên guitar thùng đánh khó ra lắm, các bạn nghe cách rock ta đánh ngắt dây. Nếu mà drop đánh rất là nhanh các bạn, từ 170 mấy lần. Chúng ta đánh ngắt dây. Cứ ngắt dây thì ta đánh nếp khác. Ta đánh đây. Câu ấy như có bước về bạc nhựa, một thứ bước về thật sẵn sàng. Đời này càng trai, cũng thấp khúc, mà muốn nhớ ta có mơ mà mong. Câu ấy như có bước về bạc nhựa, một thứ bước về sẵn sàng. Các bạn nhớ là bấm bao một kho, chúng ta luôn luôn đánh có 4 dây trên này thôi. Dây 4, dây 6, 5, 4, 3. Bấm bao một kho, âm drop.